Thưa quý vị, trên lề đường 30 tháng 4, đoạn đối diện cổng trường Trung cấp Y tế Tây Ninh, hiện nay có một điểm tập kết rác thải tự phát của người dân. Điểm tập kết rác thải này vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa mất mỹ quan đô thị. Tại địa điểm này, có đủ thứ rác thải sinh hoạt được người dân bỏ lại như hộp sữa tươi, hộp đựng thức ăn, vỏ chai nước suối. Có những hộp thức ăn còn thừa, vung vãi khắp nơi, rất mất vệ sinh. Theo những tiểu thương buôn bán tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết, điểm tập kết rác thải này mới xuất hiện gần đây. Hầu hết những người bỏ rác ở đây thường bỏ lén vào ban đêm nên không ai biết. Trước thực trạng này, rất mong các cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân bỏ rác thải đúng nơi quy định, đồng thời có biện pháp mạnh để xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.